Vâng, Tiến BNB lại xin chào các bác. Hôm nay Tiến BNB sẽ giới thiệu đến các bác một sản phẩm, đó là mic Shure UGX10 25A. Các bác nhé, UGX10 25A. Đây tôi sẽ mở sẵn một hộp để các bác xem. Đây là sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành của Shure. Còn đây là chữ đầu của nó. Đúng rồi. Đây là hai lấm volume. Đây là to nhỏ của tay mic. Đây là phép. Đó. Đây là một cục nguồn rất to quá, nguồn này to lắm, không còn như nguồn khác, cực gấu, một dây kết nối từ mic xuống van, hai cái chống lăn, hai dâu, và hai đôi pin. Còn đây là tay mic. Đây là tay mic. Tay mic này được sơn tĩnh điện phủ la lô chống xước bao nhiêu. Thân trên đây nó là một lớp mút cao su để cho nó đặt xuống êm như này. Đó. Đây là Shure. Đó. Cái này nếu mà các bác muốn biết hàng xịn này, hàng xịn đó, các bác trích mã vạch của cái mic để hay nó ra ngay công ty của nhà máy, hay là các bác vào ngay www.shure.com này. Đó, nó sẽ ra. Còn đây là Shure này là Tiến BB mới lấy về, chỉ có một loại thôi, chứ không lấy nhiều loại như một số khác. Tiến BB lấy đúng một loại là loại 1. 100% loại 1 nha các bác nhá. Nếu mà không phải loại 1, Tiến BB cho các bác mic luôn. Các bác muốn mà gọi ai đến xem thử. Nếu mà không phải mic loại 1, Tiến BB cho mic luôn, không lấy tiền nữa. Đó. Tại vì là bán nhiều hàng thì là các bác cần thân tăn đắn đo, cho nên Tiến BB chỉ nhập một loại về bán thôi. Là bán một loại 1 thôi, không bán nhiều loại. Chỗ khác là loại 1, loại 2, loại 3, nhưng mà Tiến BB không bán như thế. Tiến BB bán chỉ một loại thôi, là loại 1. Cái hộp ấy của nó đây. Rất khác các bác, to lắm. Bác nào mà lấy mic Shure UGX10 25 mã thì liên hệ với Tiến BB. Mic này đã được khẳng định là chất âm là cực tốt rồi, có hay rồi chứ không phải là phải thử test những cái mic này nữa. Quan trọng là có mua được hàng loại 1, hàng đúng hàng, chất lượng. Còn các bác nào mua hàng của bên Tiến BB, Tiến BB hay dán tem của Tiến BB vào, cam đoan với các bác là hàng loại 1, nếu không phải hàng loại 1, Tiến BB kỷ niệm luôn cho bộ mic ấy luôn, không lấy tiền nữa các bác nữa. Đó. Còn đây đằng sau của bộ mic đầu phát thu sóng. Cũng có hai thu nhỏ này, lỗ vào này. Hai lớp ca lông được cắm vào trong cái vào đây. Đây có anten. Này con. Tem nó có đây rồi. Đó. Tiến BB cam kết các bác là hàng loại 1 100%. Hàng loại 1. Đó. Các bác nha. Hàng loại 1 100%, không có loại 2. Đấy, nếu bác nào mà có lấy mic UGX10 25 mã thì liên hệ với cả Tiến BB theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến BB ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng. Xin chào các bác.